Quý vị và các bạn thân mến, một câu hỏi mà quý vị và các bạn trong những ngày gần đây, sau khi xem rất nhiều các cái video về khủng hoảng kinh tế, về dự báo xu hướng thị trường bất động sản của nhóm tự doanh chứng khoán, cũng như là những cái dự báo về những ngành nghề sẽ chịu ảnh hưởng của suy thoái kinh tế, khủng hoảng kinh tế, ở cái góc phải màn hình, cái nốt chấm than ở chữ góc phải là anh chị có thể xem lại. Quý vị đặt cho chúng tôi một cái câu hỏi thực sự là rất khó, đó chính là nên làm gì khi kinh tế bị suy thoái. Và có một số anh chị em và các bạn đưa ra một số cái giải pháp là 12% lợi nhuận một năm, rất nhàn nếu mà đầu tư vào ba cái kênh sau. Thì thật, đây là một sự thật hay là chỉ là lời nói đùa? Thì thưa quý vị và các bạn, thì thực tế mà nói thì khi suy thoái kinh tế diễn ra, cái điều mà chúng ta nên làm đó là không nên làm gì cả. Tại sao lại như vậy? Ta lấy ví dụ như là tăng trưởng kinh tế thì là cái giai đoạn của việc là thị trường kinh tế đi lên, giống như việc chúng ta làm cái công việc là leo núi. Thì leo núi thì rất là vất vả, nhưng mà sau khi vất vả leo núi được thì nền kinh tế sẽ đi tới một cái điểm gọi là tăng trưởng rất là cao và phát triển rất là mạnh, cũng giống như chúng ta đạt được cái thành công khi mà leo lên đến đỉnh núi. Còn việc mà suy thoái kinh tế diễn ra thì nó cũng tương đồng với câu chuyện sau khi đạt được cái đỉnh cao nhất của cái giai đoạn là leo núi lên đến đỉnh, thì chúng ta bước vào một cái giai đoạn gọi là tụt dốc hoặc là gọi là từ trên đỉnh núi mà lao xuống. Thì thông thường thì cái khoảng thời gian mà leo núi thì nó rất là dài và nó rất là vất vả, nhưng mà cái giai đoạn mà tụt dốc ấy, thì nó sẽ ngắn hơn và nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều. Trong cái chu kỳ suy thoái kinh tế cũng như là gặp những cái rắc rối của thị trường, của kinh tế, thì chúng ta phải lưu tâm một điều là nó diễn ra nhanh thôi. Nên cái việc mà cái điều đầu tiên mà anh chị em và các bạn cần làm đó chính là kiên nhẫn, nó sẽ nhanh chóng. Theo thống kê của chúng tôi thì trong nhiều cái giai đoạn suy thoái kinh tế trước đây thì nó diễn ra trong khoảng từ 18 tới 24 tháng, và nó diễn ra rất nhanh như vậy, cộng với việc là tốc độ suy thoái thì nó diễn ra theo cái cách giống như là việc mà chúng ta xuống dốc, tức là chúng ta từ trên đỉnh núi mà lao xuống. Thì vậy thì nếu nói như vậy thì chẳng lẽ là chúng ta không làm gì cả, chúng ta chơi không thôi, hay là chúng ta có tiền chúng ta chỉ nghỉ ngơi không làm gì hết? Thì thực tế thì cũng có một vài kênh để chúng ta có thể bỏ tiền đầu tư mà kiếm được cái mức lợi nhuận từ 10 tới 12% một năm và khá là dễ dàng. Tất nhiên thì trong số 10 đến 12% này thì có khoảng tầm 3 tới 5% là do cái việc mà suy thoái kinh tế nó tự nhiên tạo ra cho chúng ta, chứ không phải là do cái việc biên lợi nhuận tạo ra. Thì chúng ta sẽ thường hay kiếm được cái mức lợi nhuận từ 8 tới 9%, còn lại thì chúng ta sẽ được tận dụng vì cái gọi là cái lợi thế cạnh tranh, hay là giống như là cái việc mà là cái ưu thế mà khi chúng ta ít vận động. Thì vì khi chúng ta ít vận động thì nó sẽ đem lại lợi ích. Thì tôi lấy ví dụ ở đây thì có một vài cái kênh mà trong nhiều video gần đây thì chúng tôi vẫn trao đổi và chia sẻ với quý anh chị em và các bạn, nhưng mà video này thì chúng ta sẽ trao đổi và chia sẻ chi tiết hơn là lý do tại sao lại nên làm như vậy, và có phải đó là cái kênh tối ưu không, và liệu có kênh nào tối ưu hơn hay hơn không nữa mà anh chị em và các bạn có thể cho sáng kiến. Thì kênh thứ nhất thì chúng tôi vẫn duy trì cái quan điểm trong tất cả các video trước đó, đó là kênh gửi ngân hàng, tìm và gửi ở cái khoảng thời gian từ 1 năm tới 1 năm rưỡi thì sẽ được cái mức lãi suất khá là cao, tương đương với khoảng tầm từ 8 tới 9%. Cách này thì đôi khi nó quá dễ dàng và làm cho chúng ta cảm thấy rằng là nó không hữu dụng, nhưng thực tế nó rất hữu dụng trong cái điều kiện mà làm cái việc gì cũng khó. Thì tốt nhất là không nên làm gì cả, bởi vì
thay vì chúng ta còn có chuyện là tiền đẻ ra tiền, thì chúng ta nếu quá chỉ là thâm dụng vào cái việc mà làm những cái việc gọi là đầu tư nhưng mà nó không hiệu quả, nó đem lại những cái rắc rối về mặt vốn, thậm chí là thua lỗ, thì cái tiền lỗ của chúng ta đó nó sẽ phải cộng thêm với cái phần chi phí vốn mà đáng ra chúng ta được hưởng bằng cái việc gửi lại ngân hàng, thì từ đó nó sẽ cho chúng ta một cái biên lãi lãi tức là cao hơn, biên lãi cao hơn. Cao hơn ở đây tức là chúng ta duy trì được cái đồng tiền không bị mất đi, và được cộng thêm cái phần gọi là cái phần chúng ta được hưởng lợi tức từ việc là tiền đẻ ra tiền từ việc gửi ngân hàng. Đó là cái kênh thứ nhất. Thì chúng ta có thể không khó để nhận ra rằng là cái chi phí mà thời gian chúng ta bỏ ra để làm một việc gì đó, và cái nguồn nhân lực, cái công sức của chúng ta được tính bằng lương cho một cái việc gì đó mà không đem lại hiệu quả khi nền kinh tế có vấn đề, thì cũng được tính vào cái lợi ích mà chúng ta nhận được. Thay vì đó thì chúng ta đi làm một cái công việc khác thường ngày, thường nhật để kiếm một cái mức lương hay là một cái thu nhập bù đắp vào cái phần mà chúng ta không tham gia đầu tư và đứng yên là bằng việc gửi ngân hàng, thì chúng ta cũng được cái một cái mức lãi gọi là khá là hợp lý. Và như vậy thì ở cái mức khoảng 12% lợi nhuận trên cái vốn thực tế mà chúng ta có, trong cái điều kiện chúng ta đã xác nhận với nhau rằng là kinh tế suy thoái và có nhiều cái khó khăn trong việc hoạt động đầu tư, thì chúng ta nên làm như vậy, thì nó sẽ có mức khoảng đâu đó từ 10-12%. Đó là sự thật. Ngoài ra thì do là chúng ta thì ở thị trường Việt Nam hoặc nền kinh tế Việt Nam thì nó hơi hạn chế ở hai kênh, đó là kênh đầu tư đô la Mỹ và kênh đầu tư vàng. Bởi vì chính phủ chúng ta kiềm chế cái việc là đô la hóa và vàng hóa nền kinh tế, do đó nên là rất hạn chế, thậm chí có những cái quy định là hạn chế cái việc chúng ta có thể mua gọi là tích trữ những cái sản phẩm này. Tuy vậy thì không phải là không có chỗ để chúng ta có thể mua và tích trữ. Với đô la thì thị trường chợ đen chúng ta vẫn mua được, và với vàng miếng thì chúng ta hoàn toàn có thể mua ở các cái tiệm vàng bằng vàng miếng, và chúng ta có thể tích trữ thay vì có thể đem về nhà, thì chúng ta hoàn toàn có thể đem tới ngân hàng và gửi. Thì đây thì có thể sẽ không đem lại nhiều lợi ích bằng cái việc là thấy rõ nét ở cái gửi ngân hàng, bởi vì nó sẽ cho chúng ta một cái tỷ lệ lãi suất rất là cụ thể. Còn với vàng và với đô thì chúng ta sẽ cũng có một cái mức gọi là biên lợi ích nào đó tùy thuộc vào cái tốc độ tăng giá của vàng và đô la Mỹ. Tuy vậy thì cái việc toàn dụng vốn, tức là bảo toàn cái nguồn vốn của chúng ta là hoàn toàn khả thi. Và từ đó thì chúng ta cũng có thể là duy trì được cái việc là chúng ta dành ra rất nhiều cái thời gian nhàn rỗi khác để tham gia các cái hoạt động, cái công việc hàng ngày. Trong cái khoảng thời gian mà nền kinh tế khó khăn thì chúng ta cũng toàn dụng được vốn, cộng với cái lập luận giống như là gửi ngân hàng, thì chúng ta hoàn toàn có thể đem lại một cái mức lợi nhuận nào đó mà nó phù hợp trên mức từ 10-12% mà chúng tôi đang nói tới. Thì có nhiều anh chị và các bạn cũng sẽ đặt thêm những cái câu hỏi thêm là như vậy thì nó có hơi lãng phí đồng vốn hay không, có tiền mà không biết làm gì thì nó có phù hợp hay không. Thì xin thưa với anh chị em và các bạn là không phải chúng ta có tiền không biết làm gì mà nó không phù hợp, mà trong suốt cả một cái giai đoạn vừa qua, trong suốt cả giai đoạn qua kể từ suy thoái kinh tế khủng hoảng kinh tế năm 2008 tới nay, thì trên toàn cầu theo cái số liệu thống kê của một số cái chuyên gia kinh tế, đặc biệt là cái số liệu thống kê của ông Phan Dũng Khánh, giám đốc đầu tư công ty chứng khoán Maybank Kim Eng, thì ông này có một số cái chia sẻ với anh chị em và các bạn để chúng ta thấy được rằng là cái việc mà giai đoạn vừa qua không đạt được cái toàn dụng vốn, tức là cái việc vốn đầu tư ra mà không đạt thì nó nằm ở không chỉ ở Việt Nam mà nó ở trên toàn nền kinh tế, trên toàn cầu, chứ không riêng gì ở Việt Nam và không riêng gì những nhà đầu tư cá nhân. Thì chúng ta thấy như thế này, theo ông Phan Dũng Khánh thì mặc dù dự báo số lần tăng lãi suất của Fed sẽ giảm đi trong năm mới, tuy nhiên cần lưu ý rằng là chính sách của Fed thì vẫn là thắt chặt tiền tệ. Nhưng tại sao họ lại phải thắt chặt tiền tệ, là bởi vì là trong suốt từ khủng hoảng kinh tế năm 2008 tới nay thì
cái lượng nợ của các ngân hàng trung ương, kể cả Fed và ngân hàng trung ương ECB hoặc là BOJ của Nhật Bản thì đã tăng gần gấp đôi, và tổng cái khoản nợ này thì nó lên tới khoảng tầm 250.000 tỷ đô la Mỹ, và nó đã đạt cái mức là tỷ lệ nợ trên GDP khoảng tầm 280% đến 320%, và nó gấp đôi so với cái giai đoạn trước khủng hoảng. Nhưng mà trong khi đó thì các ngân hàng trên thế giới sử dụng các cái công cụ gọi là vay nợ để bơm tiền ra nền kinh tế với cái mức bơm tiền ra rất là lớn, bằng việc là chúng ta nhìn thấy cái số liệu vay nợ của các ngân hàng này. Nhưng mà cái thứ chúng ta cần đạt đến đó là cái gọi là hiệu quả đầu tư, tức là khi mà bơm tiền vào ra nền kinh tế và ra thị trường thì cái hiệu quả đầu tư, tức là tăng trưởng kinh tế toàn cầu cần đạt được thì lại không đạt, và có những cái dấu hiệu, có cái câu chuyện là tăng trưởng toàn cầu không đạt như mong muốn, tốc độ tăng trưởng không ổn. Đặc biệt là nền kinh tế của Trung Quốc thì là nền kinh tế lớn thứ hai trên thế giới thì có cái tốc độ tăng trưởng chậm nhất trong vòng 10 năm qua, và vào năm 2018. Các nước khác trên thế giới thì với cái việc sử dụng vốn nhiều như thế mà tốc độ tăng trưởng không đạt, nhưng những thứ cần tăng thì không tăng, đó là tăng trưởng kinh tế. Còn thứ không cần tăng thì ông Khánh cho rằng là chưa cần tăng, hoặc là chưa cần tăng nhiều như thế, mà hoặc là tăng rất là ấn tượng, đó là Bitcoin, chứng khoán và bất động sản thì tăng rất là lớn. Nó không hẳn là cái việc tăng trưởng của nền kinh tế vào cái việc sản xuất. Do đó thì chúng ta thấy rằng là cả một cái giai đoạn dài như thế mà không đạt được cái hiệu quả thì nó sẽ bước vào một cái giai đoạn, đó là cái giai đoạn suy thoái. Và tại giai đoạn suy thoái thì tức là khi thắt chặt tiền tệ như vậy thì suy thoái, thì cái giai đoạn mà bơm tiền còn không đạt thì suy thoái nó sẽ gặp những vấn đề khó khăn hơn, và rõ ràng là nó sẽ gây ra những cái bất ổn. Và khi những cái bất ổn xảy ra như vậy thì cái việc đầu tư của các tổ chức lớn còn không đạt hiệu quả thì rõ ràng là các nhà đầu tư cá nhân như chúng ta thì lại càng không đạt hiệu quả. Và khi càng không đạt hiệu quả thì chúng ta tốt nhất là không nên làm gì. Và cái điều mà chúng ta là những nhà đầu tư cá nhân đều luôn luôn có một cái công việc, một cái nguồn thu nhập ổn định khác, thì chúng ta nên xem xét cái khoản tiền nhàn rỗi của mình trong cái việc là bảo toàn vốn, cũng như là kiếm một cái mức lợi nhuận phù hợp nằm ở trong cái khoảng là từ 10 đến 12% đã là rất là tốt rồi, hoặc là thậm chí chỉ cần 8 đến 10% đã là tốt rồi. Và chúng ta giảm bớt cái kỳ vọng về cái gọi là cái tăng trưởng cái tiền của mình, tức là tăng trưởng cái khoản đầu tư của mình. Thay vì cái giai đoạn mà kinh tế tốt thì nó sẽ rất dễ dàng để chúng ta có thể tăng trưởng là mức lợi nhuận trên cái đồng vốn là có thể là 15-20%. Tuy vậy thì trong cái giai đoạn khủng hoảng thì chúng ta tuyệt nhiên cần phải thay đổi tư duy và giảm cái tỷ lệ mà chúng ta mong muốn về cái lợi nhuận lại xuống. Nhờ vào đó thì chúng ta giảm bớt được cái rủi ro và gọi là bảo toàn được cái nguồn vốn, cũng như là chúng ta không bị chi phí về gọi là chi phối về cái mặt đầu tư hay là một kinh doanh sản xuất một cái lĩnh vực nào đó trong lúc khó khăn, thì chúng ta sẽ toàn thời gian hơn lo cho những cái việc khác. Tùy theo tình hình và tính chất của mỗi cá nhân, chúng ta hoàn toàn có thể là tham gia nghiên cứu, nếu như với những người không bận công việc khác thì tham gia nghiên cứu những cái vấn đề trong giai đoạn này, đọc sách, nghiên cứu, học tập, thậm chí là đầu tư cho cái câu chuyện là gọi là trau dồi kiến thức. Còn đối với những người có công việc thường xuyên thì chúng ta sẽ tập trung vào cái công việc thường xuyên. Trong cái giai đoạn khó khăn thì cái việc thanh loại, tức là cái việc thanh loại của một số ngành nghề sẽ khắc nghiệt hơn, thì chúng ta nên toàn dụng thời gian để tập trung vào đó, để tranh giành cái vị trí, tức là cái công việc của mình càng ngày nó càng tốt hơn, và tránh bị những cái rủi ro trong cái công việc. Thì đó là những cái lợi ích mà gọi là ngầm trong cái nó thể đem lại là cái lợi ích cho anh chị em và các bạn rất nhiều, nhưng mà nó lại là ngầm ở trong cái hoạt động sinh hoạt hàng ngày mà không thể hiện rõ nét ra trong cái câu chuyện hiệu quả đầu tư. Giống như những cái giai đoạn thị trường kinh tế tốt thì chúng ta sẽ thấy rất rõ nét, và khi rõ nét thì chúng ta sẽ thấy nhìn thấy được. Còn những cái lúc như thế kinh tế khó khăn thì sẽ khó nhìn thấy hơn. Thì đó là một vài cái chia sẻ của nhóm chúng tôi. Và để có thể là anh chị và các bạn có thể là theo dõi nhiều hơn những cái video mới thì vui lòng là đừng quên đăng ký kênh để có thể cập nhật những video mới và hay hơn, cũng như là ủng hộ nhóm chúng tôi bằng like và chia sẻ các video để chúng tôi có nhiều kinh phí hơn trong cái việc là sản xuất những cái video mới hữu ích hơn, hiệu quả hơn và có nhiều dữ liệu hay hơn cho quý anh chị em và các bạn.
nhớ xem những cái video trước đó hay, chúng tôi sẽ để trên góc phải màn hình ở cái nốt chấm than, anh chị kích vào đấy thì sẽ ra những cái video mới về dự báo xu hướng bất động sản, dự báo về tình hình kinh tế vĩ mô, dự báo về khủng hoảng liệu tại sao lại khủng hoảng và rất nhiều các vấn đề khác hay hấp dẫn, chúng tôi để sẵn trên cái góc phải màn hình anh chị em và các bạn. Ở trên góc này anh chị em và các bạn có thể là ấn vào cái góc có cái gọi là dấu cái chữ y ấy, dấu chấm than ngược ấy, là chúng ta sẽ có những video hay. Thân chào và hẹn gặp lại quý anh chị em và các bạn trong video tiếp theo.